hồ điệp cắt ngồng nhá mọi người nhá. 30.000 một cây. Và mua 10 cây bên em bao ship toàn quốc cho mọi người. Cây cực kỳ đẹp luôn này. Về số lượng cực nhiều và nhiều màu hoa nhá. Mỗi cây là một màu lá khác nhau. Đã cắt ngồng hoa một lần, dễ khỏe như này. Em bán đồng giá 30.000 đồng một cây nhá mọi người nhá. Lá cũng to gần bằng bàn tay của em rồi, được chưa ạ? Đó, được chưa? Và cây sẽ từ 5 lá trở lên giúp em, từ 5 lá trở lên em bán cho mọi người. Đấy, cây có những cây lá dài, cây lá tròn và màu lá khác nhau nhá. Đây em sẽ quay một loạt cho mọi người này. Cây có cây lá tím này, cây lá dài như này. Được chưa? Cây cứ đẹp khỏe như này giúp em. Bầu là bầu 2.8 nhá. 30.000 một cây và mua 10 cây bên em bao ship. Mua 20 cây sẽ tặng cho mọi người một cây. Đấy, rất là khỏe như này. Và mặt hoa thì là nhiều màu hoa không chọn được màu, nhưng mà chắc chắn cho mọi người là nhiều màu hoa. Tại vì sao cái cây nó khác nhau luôn? Tại vì hàng này đã ra hoa một lần rồi. Đã ra hoa một lần rồi nên khi cái cây nó đã ra hoa một lần ý, nhìn lá nó, sắc thái lá nó sẽ khác nhau luôn nhé mọi người nhá. 30.000 đồng một cây. Mua 10 cây bên em bao ship toàn quốc. Các bác để lại số điện thoại giúp em là có đơn hàng thành công nhá. Để điện thoại, số điện thoại này dễ cực kỳ khỏe giúp em. Dễ xanh. Được chưa ạ? Đây, số lượng em về cực nhiều đây. Đấy, bán tri ân cho các bác hàng đã cắt ngồng một lần. Được chưa ạ? Cắt ngồng hoa một lần và cây cực kỳ đẹp luôn. Cứ cây đẹp em sẽ bán đi trước. Nhận hàng mọi người cứ kiểm tra hàng thoải mái giúp em. Được chưa ạ? Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái. Dễ khỏe, xanh như này. Lá đẹp, được chưa? Đấy, cực kỳ nhiều như này luôn nhá. Đó. Đây. Mỗi cây là một màu khác nhau. Mỗi cây là một màu khác nhau nhá mọi người. Ok chưa ạ? Nhận hàng cứ kiểm tra hàng giúp em. Có cây lá tròn, có cây lá dài, có cây lá mít, được chưa ạ? Đấy, màu lá, sắc thái lá cũng khác nhau. 30.000 đồng một cây. Có số điện thoại giúp em là có đơn hàng nhá.